Bà Võ Thị Thu Vân, ngụ xã Hòa Long, thành phố Bà Rịa, gửi đơn thư đến chương trình hộp thư truyền hình trình bày mong muốn cơ quan chức năng xem xét cấp thêm cho gia đình bà một lô đất ở khi nhà và đất của bà bị thu hồi để thi công dự án. Trao đổi với phóng viên, bà Võ Thị Thu Vân trình bày: Gia đình bà có 601 m2, trong đó có 100 m2 đất ở có địa chỉ tại ấp Bắc 1, xã Hòa Long, thành phố Bà Rịa. Tháng 9 năm 2021, gia đình bà bị thu hồi 582 m2 đất gồm toàn bộ diện tích đất ở để thi công dự án đường quy hoạch dự án 20 km đường nội thị thành phố Bà Rịa giai đoạn 1, đường quy hoạch số 69 xã Hòa Long thành phố Bà Rịa. Gia đình bà nhận được số tiền bồi thường cả đất và vật kiến trúc hơn 2 tỷ 234 triệu đồng. Trong đó tiền bồi thường giá trị đất chỉ hơn 1 tỷ 130 triệu đồng và một lô đất ở đồng thời bà Vân phải nộp cho nhà nước số tiền sử dụng đất hơn 730 triệu đồng để nhận một lô đất này. Theo bà Vân cho biết, khi nộp số tiền trên, gia đình bà chỉ còn lại hơn 400 triệu đồng, nên không thể nào xây dựng được căn nhà mới hay mua thêm một lô đất mới. Vì sau thu hồi, phần diện tích đất còn lại khoảng 47 mét vuông, nhưng chiều ngang đất rất hẹp, nên bà không thể nào sử dụng xây cất trên phần đất này. Hơn nữa, đây lại là đất nông nghiệp, Bà Vân cũng cho biết gia đình bà giờ gặp rất nhiều khó khăn vì có đến 7 nhân khẩu, nên bà Vân mong muốn nhà nước xem xét cấp thêm cho bà một lô đất ở nữa. Gia đình tôi sống trong cái mảnh vườn này kha thôi, mà lấy hết rồi thì cấp tôi lại 100m đất, tôi không thể nào tôi sống được. Thì nay tôi xin nhà nước hỗ trợ cho tôi, tôi thêm lô đất nữa, để cho gia đình tôi được ổn định đời sống. Trả lời với phóng viên ông Trần Thế Trí, Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố Bà Rịa cho biết, về kiến nghị của bà Vân, ngày 23 tháng 6, Ủy ban nhân dân thành phố đã có văn bản trả lời cho bà. Theo văn bản này, chính sách xem xét hỗ trợ giao đất ở áp dụng cho dự án đường quy hoạch dự án 20 km đường nội thị thành phố Bà Rịa giai đoạn 1, đường quy hoạch số 69 xã Hòa Long, Ủy ban nhân dân thành phố Bà Rịa căn cứ tài khoản 2 điều 22 Quyết định số 52 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định một số chính sách cụ thể về bồi thường hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Cụ thể, trường hợp khi thu hồi đất của hộ gia đình, cá nhân đã áp dụng các khoản bồi thường hỗ trợ theo quy định tại điều 5 quy định này và khoản 1 điều này hoặc đối với trường hợp thu hồi nhiều đất nông nghiệp mà hộ gia đình cá nhân vẫn còn khó khăn về chỗ ở và có nhu cầu về đất ở, thì ủy ban nhân dân cấp quyện căn cứ vào quỹ đất ở hoặc nhà ở và tình hình thực tế tại địa phương quyết định giao đất ở hoặc nhà ở theo thẩm quyền. Đối chiếu quy định này, bà Võ Thị Thu Vân có tổng diện tích thu hồi là 582 m2 đất, có 100 m2 đất ở và 482 m2 đất nông nghiệp. Diện tích sau khi thu hồi còn lại là 47 m2 đất nông nghiệp và đã được Ủy ban nhân dân thành phố Bà Rịa bồi thường bằng một lô đất ở. Do đó, việc bà Vân đề nghị được thêm một phần đất ở là không có cơ sở giải quyết.